Thành thạo sửa chữa hộp số tự động sau 2,5 tháng. Bạn sửa hộp số tự động theo cách mắt thấy hỏng gì là thay đó. Bạn ít được tiếp cận với các công nghệ sửa chữa hộp số tự động hiện đại. Bạn không tìm được nơi đào tạo bài bản về hộp số tự động. Bạn chưa tìm được phương pháp sửa chữa hộp số tự động nhanh, chính xác. Hộp số tự động trên ô tô ngày nay với cấu tạo và nguyên lý hoạt động phức tạp, đòi hỏi người kỹ thuật viên phải đảm bảo kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng tay nghề. Vì thế chúng tôi hiểu được mong muốn, tìm hiểu từ chi tiết đến tổng quan, nắm rõ kiến thức chuyên môn của hộp số tự động, nắm rõ các quy trình tháo lắp, bảo dưỡng và đại tu hộp số tự động đúng kỹ thuật, phân tích được các mạch điện và kiểm được các chi tiết trên hộp số tự động, nâng cao tư duy chẩn đoán, bắt lỗi và phân tích các lỗi trên hộp số tự động. Thực hiện tốt kỹ thuật kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tu và đại tu hộp số tự động nếu bạn thực sự đang muốn cải thiện kiến thức nâng cao tay nghề. Đảm bảo kỹ thuật để trở thành một người kỹ thuật viên, một người thợ thì hãy đến ngay khóa học sửa chữa hộp số tự động nâng cao. Sau khóa học kỹ thuật sửa chữa hộp số tự động nâng cao, bạn sẽ thành thạo kiến thức từ gốc đến chuyên sâu về hộp số tự động. Nâng cao tư duy chẩn đoán, tay nghề sửa chữa các dòng hộp số châu Âu đời mới, thành thạo quy trình kiểm tu, đại tu nhiều dòng hộp số tự động. Phân tích mạch điện và kiểm tra thông số kỹ thuật hệ thống điều khiển hộp số, áp dụng công nghệ chẩn đoán và phân tích mã lỗi trên các dòng hộp số tự động. Ngoài ra còn được bổ sung kiến thức về các dòng hộp số ly hợp kép, hộp số vô cấp, hộp số thường. Khóa học này dành cho ai? Thợ kỹ thuật gầm, máy đã có kinh nghiệm, chủ gara, quản đốc các trạm dịch vụ. Học ngay khóa học sửa chữa hộp số tự động nâng cao đảm bảo kiến thức, nâng cao tay nghề chuyên môn, tăng ngay hiệu suất làm việc, cải thiện chất lượng kỹ thuật, lợi ích khi tham gia khóa học với lộ trình đào tạo chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao. Các bạn sẽ nắm rõ được tổng quan về các thành phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động cơ bản đến cao cấp của hộp số tự động, nâng cao tư duy chẩn đoán, bắt bệnh cũng như khả năng chuyên môn tay nghề sửa chữa thực tế trên các hộp số có cấu tạo và nguyên lý hoạt động phức tạp hay các dòng hộp số châu Âu đời mới, được tiếp cận với các kiến thức mới, các kiến thức thực chiến từ các chuyên gia đầu ngành, các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu cũng như trong quá trình sửa chữa hộp số tự động, được học trong môi trường chuyên nghiệp với đầy đủ trang thiết bị như một xưởng sửa chữa chuyên nghiệp. Nắm bắt hiểu rõ quy trình sửa chữa cũng cách sử dụng các trang thiết bị một cách hiệu quả. Vì sao nên theo học tại VATC, được truyền đạt mọi bí kíp, ngón nghề, đào tạo để làm việc chuyên nghiệp, được học cho đến khi thành thạo nghề. Lý thuyết chắt lọc thực hành chuẩn tay nghề là đơn vị tiên phong thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu về hộp số tự động. Để lại thắc mắc bên dưới, tư vấn viên sẽ giải đáp ngay. Hoặc liên hệ trực tiếp hotline 0945711717, 0944135339. Tham khảo thông tin khóa học tại website oto.edu.vn.